Baby. Anyway, this one, this is the third time I ride. Let's see. Vâng, Nguyễn Văn Đàn xin chào. Chào mừng các khách đến tham gia trò chơi mang tên là cơm thạch đậu của thằng Tết. So hot. Quý khách chỉ có 1 phút 25 giây để đi hết con đường dài 1010m ạ. Khi tham gia trò chơi, quý khách nhớ mình ngồi thẳng lưng, đầu tựa vào ghế và tay nắm chặt thành an toàn phía trước. Đã rồi đi. Ok. Thank you. Thank you.